Sau một tuần trần này, xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay giới thiệu cho anh em mấy bộ cam của Dream Thái anh em ha. Thì xe anh em mà xài lâu năm á, là cái cam lúc nào nó cũng sẽ bị đen lại à, nếu mà cam zin nha, còn cam mà cam lô là nó bị sét nha anh em nha. Cam zin thì nó bị đen, nhưng mà cam lô là nó sét luôn. Thì đây thì mình lên cho anh em cam zin Dream Thái à, cam chân vàng. Hàng này là hàng chuẩn Thái cho anh em. Nhưng mà mã này á, là mã của hàng sản xuất của Thái Lan, nó không có xuất khẩu. Cho nên muốn mà bán được nó là phải sắt tay anh em ha. Thì nó sắt tay thôi chứ đạt thì đạt có cắt đó. Nhưng mà cái này á, là nếu mà anh em mua ở ngoài á, thì nó sẽ không có. Tại vì cái loại này là gọi nhận như là mình đi săn ở bên Thái nó mới có nha anh em nha. Cái loại này nó là loại Honda luôn, Honda Thái Lan luôn. Nhưng mà nó là hàng khó kiếm nha anh em nha. Nhưng mà kiếm á, được thì nó thì bán rất là ngon. Tại vì cái giá nó cực kỳ là hợp lý cho anh em luôn. Tại vì nó không có phải qua nhiều cái trung gian hoặc là qua những cái nhà phân phối lớn anh em. Ở bên Thái là có những cái nhà phân phối phụ tùng rất là lớn, nó là dạng như công ty ở đây em, những seller của công ty á, thì khi mà giá nó ra thị trường nó sẽ cao hơn, tại nó họ đâu phải đóng thuế rất là nhiều. Còn những cái này thì giá nó mềm hơn, nhưng mà chất lượng của nó thì không phải bàn nha. Cam này thì đạt bán cách đây khoảng 3 năm rồi, và đến bây giờ nếu mà nói về sản phẩm mà bán chạy thì nó cũng là một trong những sản phẩm bán chạy nhất, vì gần như là ngày nào mình cũng bán hết đó. Không có ngày nào mà mình không có đơn về cam hết. Thế thôi, không nói nhiều với anh em nữa. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho anh em luôn. Đầu tiên báo giá cho anh em luôn đi. Giá của bộ cam này là gồm một bán trước à, một bộ cam bán trước và một bộ cam bán sau như này. Đây là một bộ này. Một bộ là như thế này nha, chứ không phải một bộ là một bó đâu. Một bộ là hai bịch, hai bó này anh em nha. Hai bó như thế này là một bộ. Thì cái giá của nó anh em biết bao nhiêu à? 220.000 thôi anh em nha. 220.000 cho hai bịch như thế này. Full cho anh em chân rồi cam đầy đủ cho anh em ha. Đây mình sẽ lấy cái rổ đi, bỏ vô để ngoài nó rớt. Rồi đây, đây là cái cam ha. Mình sẽ quay và mình bỏ vào đây để cho anh em chúng ta cùng coi ha. Đây là cam, cái này là cam trước nè. Đây cam trước này ha. Rồi đây là cam trước này. Rồi mình sẽ lấy một cái rổ nó mình để cam sau. Một cái rổ mình để cam sau vô ha. Đây cái rổ nó mình để cam sau, không có cầm nó lộn hoặc lựa mệt lắm anh em. Rồi đây, đây là cam sau nha. Mình sẽ để vô và mình sẽ quay chi tiết cho anh em luôn. Đây, để cho anh em chúng ta cùng theo dõi, để anh em phân biệt cho mình. Đấy, cái cam này nó có phải cam xịn hay không, để anh em nhìn là anh em biết ngay. Rồi ok, vô hàng. Rồi ok, đây vậy là xong. Đây là chân nha anh em nha. Này bịch chân của nó vàng y như vàng 18 luôn, nhìn rất là đã nha anh em. Cái này mình đã có rất nhiều khách mua cả cam và cả niềng của Đạt về vô xe nhìn nó VIP thì thôi rồi. Rồi đây cam đây. Ok anh em ha. Rồi rồi gỡ ra luôn. Đây bộ cam này là đầy đủ nha anh em nha. Chân với lại cam là đầy đủ. Anh em nhìn cho mình cái bộ cam nè, anh em sẽ thấy nó vàng sẵn luôn. Nó vàng sẵn luôn, nó không vàng bằng cái chân này thôi. Đấy, cái chân nó sẽ vàng hơn. Nhìn thấy không? Cái chân nó vàng hơn. Nhưng mà cái cam nó cũng rất là vàng nha. Đó, cam nó cũng rất là vàng. Đẹp không anh em? Đó, cực kỳ đỉnh luôn ha. Đó, rất là đẹp. Thực sự luôn em, nhìn đã lắm. Thì đây là cam sau này anh em. Cam sau nha. Và đây là cam trước đây. Cam trước này ha, mình lấy cái chân xé cam trước anh em coi luôn. Cam này là nói chung là anh em lên xe là anh em sẽ biết cái độ đỉnh của nó như thế nào. Thực sự cái này nó rất là đẹp nha anh em nha. Thì một bộ cam thì nó sẽ gồm 36 nha anh em nha. 36 chân đây ha, 36 chân và 36 cam. Anh em nhìn giúp cho Đạt nha. Cam nó vàng sẵn luôn, thấy không? Nó vàng hoe luôn, rất là đẹp. Đó, nhìn đã không anh em? Đúng không? Đẹp không? Chân thì nó vàng hơn nữa. Chân thì nó vàng hơn nha. Chân thì nó vàng hơn là cam nha. Đấy, nhìn so sánh ha. Nhưng mà cam nó cũng rất là vàng. Thì cái điểm đặc biệt của cái bộ cam này, thứ nhất là bộ cam chân của nó màu vàng, được chưa? Cam của nó cũng màu vàng mỡ gà luôn. Thứ hai là cam của nó là cam trước nó rất là bé nha. Còn những cái đời mà Super Rim hay là Way Alpha, những cái cam Việt đó anh em, là cam trước nó sẽ to bằng cam sau luôn. Còn đây, anh em nhìn này, cam trước và cam sau này nó sẽ khác nhau này. Đấy, anh em thấy không? Cam trước và cam sau anh em thấy cái độ nhỏ lớn của nó khác nhau không? Cam trước nó rất là nhỏ nha, nhỏ xíu xíu à.
Và những cặp bánh của Thái anh em thì cái chân cam nó cũng, cái cam nó cũng rất là bé ha, cái cam trước của nó bé xíu luôn. Đó là cái điểm đặc biệt của cái những cái bộ cam Thái anh em nha. Đó, anh em thấy không? Cam trước nó bé xíu luôn, nó không có bự như cam sau đâu. Cam sau thì nó bự bình thường, nhưng mà cam trước nó rất là bé. Còn với những cái xe mà Super Rim á, hay là những cái xe mà Reway Alpha đời sau này á, là cam trước và cam sau nó bằng nhau à, nó chỉ khác cái kích thước thôi, chứ còn là nó bằng nhau luôn. Chân cam nó cũng vậy. Còn đời trước anh em là cái cam bánh trước á, với bánh sau á, là nó bánh trước nó nhỏ hơn bánh sau rất là nhiều ha. Còn đây chân cam này, đây thì khỏi bàn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ nối cắn một ráp một hai cây vô cho anh em coi ha. Rất là đẹp. Nói chung là cái này lên xe thì khỏi phải nghĩ nha anh em nha. Này lên xe không phải bàn đâu. Đây, mình gắn trước cho anh em coi. Rồi, gắn cho anh em coi vài cây ha. Rồi bây giờ mình sẽ đánh hai cây trước với hai cây sau đi. Ba cây này, ba cây trước ba cây sau ha. Rồi, đó, cái răng nó vô rất là mượt cho nên này, em yên tâm. Vậy anh em bắt thoải mái, cứ đem ra thợ người ta bắt cho nha. Rồi, trước, đây, cầm trước bắt vô luôn cho anh em coi. Đẹp lắm anh em ơi, cái này khỏi phải nghĩ luôn. Đó, một cây. Đây, bắt hết vô cho anh em coi. Mình bắt vô mỗi bán 3 cây cho anh em coi cái độ chất của nó, chứ anh em chúng ta nhìn qua video để anh em thấy luôn, không cần phải tới test gì hết á. Nhìn qua là anh em muốn mua hả? Thực sự bộ cam này thứ nhất là nó vàng, nó rất là đẹp. Thứ hai á là anh em nhìn đi, cái độ chất của nó không phải bàn rồi. Đây, đây là cam nè, đó mình đã bắt nè, anh em thấy không, vàng không, cái cam nó vàng không, rất là đẹp nha. Và đây nè, đó, chân nè, lên nè, anh em thấy chưa, thấy đỉnh không, là đầu nè, đầu cam nè, đó, rất là đẹp nha anh em nha. Cái này mà vô xe thì anh em cũng tự hiểu rồi ha, tự hiểu nó đẹp như thế nào rồi. Đó là cam trước và cam sau nha anh em nha. Đẹp lắm anh em ơi, trời ơi nói gì nữa, khủng luôn á. Này mà vô xe thì thôi chứ, thật sự này rất là đẹp. Mà anh em thấy rồi, cái mức giá của nó thì lại rẻ. Đây một bịch, và đây một bịch nữa, hai bộ trước sau đấy như thế này, mà giá của nó chỉ có 220.000 thôi, mà chất lượng nó thì như thế này, không thể nào mà gọi là rẻ hơn được nữa rồi anh em ơi. Thật sự quá chất luôn ha. Đó, đó, quá rẻ luôn. Như thế này anh em, đầy đủ nha, đầy đủ trước sau như vậy. Nhiều anh em hỏi mình là Đạt ơi, cái bộ cam nó đẹp mà 220 là một bánh này hả? Nếu mà vậy lấy anh em hai bộ là hai bánh là 440. Thì mình nói không, cái này 220 là gồm bánh trước và bánh sau luôn. Thì nhiều người mới wow rẻ dữ vậy. Vậy lấy cho em một bộ có 200 mấy thôi, quá rẻ anh em. Cái này chỉ tầm 30.000 tiền ship là 250 về tới tay anh em rồi. Đó, bắt cam 50.000 nữa là có 300.000 thôi, anh em có bộ cam cực kỳ đẹp. Trong khi anh em, nếu mà anh muốn mua cam Việt á, là một bộ của nó là 350 tới 450 nha anh em nha. Đó, mà anh em biết rồi, phải về bắt mà cái cam Việt làm sao mà đẹp bằng cam này được. Không, tại vì Đạt cũng có bán cam Việt, anh em muốn mua thì mình cũng có bán, mình có bán một bộ là 350, nhưng mà mình nói thật bán rất là chậm. So với cái này thì đúng là không có cửa gì luôn, vì cái đó bán chậm lắm, ít người thích cam Việt đâu anh em. Tại anh em chơi rim Thái, anh em vô cam Thái nó mới đẹp, kể cả xe Việt vô cam Thái nó cũng đẹp nữa. Như những cái con Super đời 99 2000 anh em, nó vẫn là cam này nha, nó vẫn xài cam Thái nha anh em nha, chứ không phải cam Việt nha. Rồi thì báo giá cho anh em một bộ cam này, giá là 220.000, đầy đủ bánh trước bánh sau, đầy đủ chân vàng, cam vàng cho anh em, mới 100%. Về là anh em chỉ việc vô xe là anh em xài thôi ha. Số lượng thì bên mình có nhiều, cho nên là anh em cần thì anh em cứ việc múc về để chơi nha anh em nha. Nói chung có 200 mấy thì thực sự anh em chơi chán anh em bỏ cũng được, không có sao. Còn những bộ cam thật với anh em, cam theo xe bây giờ nó mắc, mà cũng chưa chắc đã là cam theo xe đó anh em. Có nhiều người thầy bùa ghê lắm, chưa chắc đã là cam theo xe đâu, mà giờ ta bán toàn 1 triệu mấy 2 triệu bộ không à. Có nhiều người bán bộ cam 3 triệu luôn em. Thì thực sự như vậy thì đôi khi chúng ta vào không có nổi, mà giá trị nó cao. Rồi có Đạt hồi trước có bán là bán bộ cam, nhớ đâu hình như là 600-700 gì á, là bộ cam theo xe đó. Nhưng mà Đạt cũng ít bán lắm, tại vì thật sự luôn em, cái bán thì mình bán đại, anh em thấy mình hay bán cả cặp bán luôn, ai muốn về lấy cam lấy, muốn lấy gì đó lấy, chứ mình cũng ít khi mà rã ra ha. Rồi thì hôm nay lên cho anh em bộ cam này có 220.000 thôi, mà anh em thấy 220.000 mà quá nhiều thứ để nói rồi, mình nói từ nãy giờ mà chưa hết
anh em biết cái bộ cam này nó rất đáng tiền nha anh em nha, và rất đáng để anh em mua. Thật sự khi mà cầm bộ cam này trên tay anh em mới thấy được là wow, mình bỏ 220 ngàn ra mà nó quá rẻ nha anh em nha. Ok, xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Anh em nào chốt bộ cam này liên hệ với Đạt nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều và hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.